Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn buffet mọi người ơi. Hiện tại thì tụi mình đang ở trong buffet Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng cua này, rồi chồng mình lấy nghêu xào cay này. Cua này là cua rang muối ớt mọi người ạ. Còn bên này là sushi. Sushi thì có rất là nhiều loại. Có cá ngừ, cá hồi, có cua, có tôm, có trứng cá hồi nữa. Mình sẽ lựa những miếng mà mình thích ăn cho vào dĩa. Rồi, qua bên này là mực xào cay. Mực này là mực tí hon, siêu nhỏ. Mình lấy từng này đi. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển. Đi lại bên này. Mình sẽ lấy một ít nấm nè, rồi ớt chuông nè, người ta xào sẵn lên cho mình rồi. Qua bên này lại mình sẽ lấy thêm một ít cua rang muối ớt nữa, để xin nữa mình đỡ phải đi đi lại lại. Đó, mình lấy từng này thôi. Rồi qua bên này mình sẽ lấy một ít tôm. Tôm này là tôm chiên. Lấy hai con. Còn bên này là mực chiên, mình cũng sẽ lấy một ít. Đó, lấy mỗi thứ một ít, mình ăn thử coi như nào. Đây này mọi người, mình lấy từng này mọi người. Ở đây là cua. Cua này là người ta rang muối với lại ớt rồi. Ở đây là mực này. Sau rồi mình lấy thêm một ít clam nữa. Và một ít tôm. Đó, nguyên một dĩa luôn. Bên này là sushi này. Còn bên này là trái cây mình lấy sẵn. Chồng mình ăn gần hết rồi. Nay lại đi ăn buffet một nhà hàng khác mọi người. Nhà hàng là Haiku. Đọc là Haiku. Đây đây. Cái chữ Haiku nè. Ok mọi người, bây giờ thì mình cùng ăn nha. Đây, giữa bự chả đá luôn. Ở đây thì có cái món cua này ngon nè mọi người. Đây là mình lấy món này rất là nhiều luôn. Cay. Cái này người ta chiên xong người ta bỏ ớt cay lên. Cay sẽ ngọt. It's good. Buffet này là của người Nhật mọi người. Bữa hôm là mình đi buffet người Tàu. Cái này của người Nhật. Ở đây thì có cái món cua này là nổi bật nhất. Chứ nó không có crawfish hay là lobster.
nhìn trồng một năm. Đó, rau không, cái này là rau, cái này là sò điệp, cái này là gì đây, đây là giống như kiểu là bánh đó mọi người. Đó, này là tráng miệng, này là chuối. You want to try it? No. Is it good? Good. It's spicy. Tại vì là cái nhà hàng này của người Nhật á, cho nên là sushi nó rất là ngon mọi người. Đây, sẽ thử. Mình lúc nào ăn buffet vào mình cũng chỉ ăn hải sản thôi. Còn chồng mình thì lúc nào cũng lấy rau rồi cái gì đó, súp đó, rồi cái gì, steak đó. Thử miếng sushi này coi. Ở ngoài á, là thịt cua mọi người. Phía trong là có rong biển, bơ, cucumber, cơm và một ít thịt cua ở trong nữa. Mình cho miếng gừng lên. Mời mọi người nha. Good, yeah. Rau chuột này người ta làm món cho mình nãy giờ ăn hết mấy đĩa rau rồi á. Đây nè, trứng cá nha. Ở bên trong này là có salmon với lại là tuna. You want me to try it, yeah? Yep. That seems good at all. Not bad. Tender. Not dry or anything. Spicy. Con nghêu này nó không ngon lắm mọi người. Nghêu này nó tươi nhưng mà cách nấu của người ta mình không thích. Cua là ngon nhất. Chỗ này á là thịt buffet 18 đồng cho buổi trưa và 27 đồng cho buổi tối. The spices are hard. I don't understand why they do it like that. But it's not bad.
Wow, nó cay dã man mọi người, cay lắm. Này, bên ngoài này. Ơi, cay quá trời luôn. They've got decent roast duck up there. Mm-hmm. Catch it when it's fresh, it's good. The scallops are good too. Kind of rubbery. Mm-hmm. Imitation. Maybe not though. Tastes like. Thử con tôm coi. Tôm này người ta bọc riêng luôn mọi người. Tôm này á mình thích ăn luộc thôi. There's a lot of stuff over there. You should try. Cái miếng sashimi này coi cá hồi lắm. Not bad, huh? Is it better than the other one? I mean, it's been sitting here warm for a while. Nó béo mọi người. Cá hồi lúc nào cũng béo hết á. Trứng. Looks like she might throw it up. She's eating too much. Look, she's flaring her nostrils. Miếng sô cây á, người ta cụt nó to so với cái mồm của mình. Tráng miệng mọi người nha. Try baby. Ăn bằng đũa luôn mọi người. How's that? It's better. Mm. But it's been sitting out, so it tastes a little fermented, like it's turning to wine. But it's a lot better. Ngon hơn cái chỗ hôm bữa mà mình đi. Better.
có cả bánh ngọt nữa, nhưng mà mình không ăn, mình không thích ăn bánh ngọt các mọi người, nên mình chỉ lấy trái cây thôi. Kiwis are pretty good. Mm. It's sweet. Kiwi rất là ngọt luôn. It's my favorite when I was a kid. Strawberries and kiwis. No guys, stop it. I'm gonna take a break. Wait on time for dessert. Last menu. Last meal. Chồng mình ăn no rồi. Xong anh nói là mình nói lại nếu mà thấy thích ăn trái cây thì là lấy nữa. Mà chồng mình bảo là thôi, ngủ nghỉ một xíu rồi xin nữa chồng mình sẽ lấy. Chán miệng tiếp. Chắc chắn là xin nữa anh sẽ ăn ăn bánh ngọt đó mọi người. Chồng mình sẽ ăn bánh ngọt đó. Mà bây giờ buồn để im xíu. Còn bây giờ thì mình sẽ kiếm hết những cái dĩa này. Đây còn vài miếng cua với lại là mực và tôm nữa là xong. Xong không cần mình không ăn nữa. Anh dạy thôi. Chắc là xin lỗi, mình sẽ lại lấy thêm một ít trái cây nữa để ăn. Còn thức ăn thì thôi, mình không ăn nữa. Để đi phá thi ạ. Mực với lại là nghêu không ngon ạ. Do người ta nấu á. Do người ta nấu không khẩu hợp, không khẩu hợp khẩu vị của mình. Chồng mình đang tính là ăn kem mọi người. Đại đồ kia lấy kem. Let's try the ice cream. Yeah, you go get it. You should try the pumpkin pie. It's not really pie, it's like a pumpkin cake. Then you should try the cherry cheesecake. Okay. And you should try some green tea ice cream. No, no. Cherry cheesecake? You love cherries. You want to try cheesecake. You might as well try cheesecake until you actually like it, because eventually you're going to get a good one. Alright. I took you to Cheesecake Factory though. You didn't like Cheesecake Factory. I don't know. You didn't like cheesecake. Cheesecake Factory makes pretty good cheesecake. Chồng mình bảo á, thử cái bánh phô mai này đi. Thì mình cũng lấy một miếng phô mai này mọi người. Hay là phô mai, bánh phô mai cherry. Ở trong người ta có một ít cherry ở trong á. Và đây là kem trà xanh. Mình lấy thêm một ít dưa nữa. Còn đây là jelly. Đó, tráng miệng. Nãy mình ăn xong hết rồi giờ vẫn thèm tráng miệng không mọi người. Đây, thử ăn nha. Mời mọi người ăn tráng miệng cùng hai vợ chồng mình. Good. Really good. Bây giờ mình sẽ thử bánh phô mai. Ngon. Ăn hả đấy. Ngon. Nó không quá ngọt mọi người. Được đấy. Này giống như là người ta làm cho người châu Á cho nên nó không có ngọt. Bình thường á cheesecake mà chồng mình mua ở cái tiệm mà cheesecake ring á thì nó rất là ngọt mọi người.
á. Jelly. Anh nói là muốn ăn thêm kem này nhưng mà mình khuyên là đừng ăn nữa, tại vì là nó ngon nhưng mà nó ngọt đó mọi người, không tốt. Eat. Have your cherry cheesecake, woman. Ăn xong nó căng bụng rồi mọi người ơi. Chắc là mình sẽ dừng cái video. Chắc là mình sẽ dừng cái video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Say bye, baby.